Chiều ngày 5 tháng 1, Quốc hội đã thông qua nghị quyết ngày 5 tháng 1 năm 2023 phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với hai ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam. Kết quả có 476 trên 484 đại biểu có mặt tán thành, chiếm 95,97%. Ông Phạm Bình Minh sinh năm 1959, quê ở Nam Định, trình độ thạc sĩ luật pháp, ngoại giao. Ông Phạm Bình Minh tham gia Trung ương Đảng lần đầu tại Đại hội 10 của Đảng vào tháng 4 năm 2006, khi được bầu làm ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 10. Từ tháng 1 năm 2009, ông trở thành ủy viên Trung ương Đảng khóa 10. Từ Đại hội 11 vào tháng 1 năm 2011, tới Đại hội 13 vào tháng 1 năm 2021, ông Minh được bầu làm ủy viên Trung ương Đảng. Từ Đại hội 12 vào tháng 1 năm 2016, ông được bầu làm ủy viên Bộ Chính trị. Trong quá trình công tác, ông Phạm Bình Minh trải qua nhiều chức vụ khác nhau trong ngành ngoại giao. Ông có 10 năm giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, từ năm 2011 đến năm 2021. Từ tháng 1 năm 2013, ông Phạm Bình Minh được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Từ tháng 4 năm 2021, ông được miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, sau đó được phân công làm Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Ông Vũ Đức Đam sinh năm 1963, quê ở Hải Dương. Trình độ tiến sĩ kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế, kỹ sư điện tử tinh học. Ông bắt đầu sự nghiệp từ vị trí kỹ sư thuộc Tổng cục Bưu điện, sau đó trở thành chuyên viên tại Văn phòng Chính phủ. Ông Vũ Đức Đam có khoảng 7 năm, từ năm 1996 đến năm 2003, là thư ký trợ lý cho cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Tại Đại hội 10 vào tháng 4 năm 2006, ông Vũ Đức Đam trở thành ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 10. Khi đang là Thứ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông, nay là Bộ Thông tin Truyền thông. Tháng 11 năm 2007, ông Đam được luân chuyển về Quảng Ninh giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh, sau đó là Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh. Tới năm 2011, sau khi được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, ông trở thành chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Từ tháng 11 năm 2013 tới nay, ông tiếp tục được bầu làm Ủy viên Trung ương các khóa 12-13, giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ.